À, xin chào các bạn. Như bản tin số 1 và số 2, chúng tôi đã đưa về dự báo giá vàng thế giới. Thì như bản tin gần nhất là bản tin số 2, thì dự đoán cái ngày 5 tháng 1 năm 2016 thì hôm nay đã là một phiên tăng giá, tương ứng với cái một ngày tăng giá này. Thì chúng ta xem tổng quan của cái những ngày trước đó thì chúng ta thấy rằng đây là cái nến của ngày 5 tháng 1 2016, và ngày trước đó là ngày 4 tháng 1 2016. Thì với tổng thể của hai nến này, chúng ta thấy xuất hiện một cái mô hình ở đây gọi là cái mô hình INSA 3. Và như vậy thì cái hành động để đưa ra chúng ta thực hiện cái việc mua vào hoặc là bán ra là khi giá nó phải vượt qua cái ngưỡng này. Tức là nó phải ngược ra, vượt phá được cái ngưỡng là 1182. Thì như bản tin vào ngày 4 tháng 1 năm 2016 thì đã kiến nghị cho các bạn đã mua vàng ở vùng giá là 1070, 1072 chẳng hạn, tức là trên 1070. Thì giá hẳn là với cái giá hiện tại đã lên là 1078, và ngày 5 tháng 1 2016 này thì giá vàng đã lên 1082. Như vậy thì nếu các nhà đầu tư đã mua vàng ở vùng giá là 1070 hoặc là 1072 thì đã có lợi nhuận được khoảng 10 giá nếu mà giao dịch theo giá vàng thế giới. Tiếp bước cho cái việc kinh doanh trong dự đoán giá vàng vào ngày 6 và ngày 7, thì chúng ta thấy rằng là với cái nến hiện tại và nó phía trước nữa đã kết hợp hoàn thành một cái mô hình gọi là INSA 3. Như vậy thì ngày hôm nay, tức là ngày 6 tháng 1 2017, nếu một cái nến nó hình thành và có giá nó phá được cái ngưỡng là 1082, 1083 chẳng hạn, thì điều đó đồng nghĩa với việc là thị trường sẽ bắt đầu tăng trưởng, bắt đầu tăng giai đoạn tăng giá. Như vậy thì nếu các nhà đầu tư đã thực hiện chốt các cái lệnh mua rồi thì có thể tạm thời đứng ngoài thị trường và chờ đợi cái tín hiệu khi nó phá được cái ngưỡng là 1083, thì chúng ta có thể thực hiện việc mua vào, và mục tiêu lợi nhuận của chúng ta sẽ là tiêu lợi nhuận là 1125, nhưng mục tiêu này khá cao, chúng ta có thể lấy 50%, mục tiêu lợi nhuận sẽ là 1104. Tại sao chúng ta lại lấy mục tiêu lợi nhuận là 1104? Bởi vì chúng ta thấy ở đây nó đã có mô hình hai đáy của biểu đồ ngày như các số lần trước chúng ta đã đề cập. Như vậy tóm tắt cho cái chiến lược giao dịch cho ngày ngày 6 và ngày 7 tới này, thì chúng ta sẽ chờ giá nó phá được cái ngưỡng 1083 thì chúng ta có thể thực hiện cái lệnh mua vào nếu cái nhà đầu tư giao dịch theo giá vàng thế giới. Và đó cũng là một vùng giá tương ứng nếu nhà đầu tư kinh doanh vàng bản chất, có nghĩa là thực hiện việc mua vào bản chất khi dùng giá vàng thế giới nó phá được ngưỡng 1083. Và đây là cái bản tin kế tiếp chúng tôi. Hy vọng rằng với những sự tư vấn này thì các nhà đầu tư có thể thực hiện cái việc kinh doanh hiệu quả hơn. Và đừng quên thực hiện cái việc subscribe cái kênh chúng tôi để nhận được các video mới nhất. Chúc các nhà đầu tư thành công. Xin chào tạm biệt.